Đối xin chào khán giả của VTV. Sau đây là bản tin buổi sáng của ngày thứ tư 12 tháng 8 năm 2015. Tin đầu tiên là liên quan đến hai tiểu bang Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì sông bị nhiễm độc. Tin thứ hai là Nhật tái khởi động nhà máy điện nguyên tử. Thứ ba là ở tỉnh Nghệ An có một người đào móng làm nhà nhưng mà trúng kho đồ cổ bạc tỷ. Và cuối cùng là một cụ ông 91 tuổi bị bắt vì đưa lậu cocaine vào Úc. Sau đây xin mời quý vị theo, theo dõi phần tin chi tiết. Thưa quý vị, hai tiểu bang Colorado và New Mexico đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi khoảng 3 triệu gallon chất thải mà một toán chuyên viên của cơ quan bảo vệ môi sinh gọi tắt là EPA đã vô ý đổ vào sông Animas ở Colorado và cái mức này cao gấp 3 lần ước tính ban đầu với nồng độ một số kim loại độc vượt hàng ngàn lần so với mức an toàn. À, sau khi chảy qua Lake Powell, hạ nguồn sông Colorado là nguồn nước uống chính cho nhiều tiểu bang ở phía tây nam Hoa Kỳ ví dụ như New Mexico, Utah, Nevada, Arizona và California. Nay đoạn sông ô nhiễm này tiếp tục chảy nhanh từ Colorado qua hơn 100 dặm đến New Mexico và Utah. Khoảng 3 triệu gallon nước thải tràn qua khỏi một khu vực mỏ vàng, bỏ hoang ở phía nam tiểu bang Colorado. Rồi sau đó là biến đoạn sông Animas của sông Colorado ở tại đây hóa thành màu cam. Tiếp tục chảy nhanh và đưa vào nhiều cái chất sắc rỉ khiến cơ quan EPA phải lập tức khuyến cáo người dân địa phương đừng sử dụng nguồn nước ở đây và rất nhiều người dân địa phương ở đây sử dụng nước là do giếng đóng họ đóng xuống ở dưới đất và họ sử dụng cái nguồn nước này cho đến giờ phút này thì chưa có thấy xúc vật hoặc con người có ai bị bệnh vì cái nguồn nước nhiễm này cả nhưng mà người ta vẫn khuyến cáo là bà con đừng có sử dụng và cái uh, trong cái mỏ vàng này thưa quý vị mỏ vàng bỏ lâu thì trong cái tiến trình bơm và khử nước ô nhiễm như dự trù thì toán nhân viên của EPA lại vô ý làm cho cái lượng nước này đáng lý chảy vào cái ao thì nó lại chảy ra cái bờ sông thành ra cái con sông này nó bị uh, nhiễm và hiện nay thì cái mức mà uh, lượng trì đó cái số lượng trì cái mức độ trì ở trong sông Minimas này người ta đo được cao gấp 12 000 12 ngàn lần cái, cái cái lượng trì mà cơ quan EPA cho phép, còn lượng thủy ngân thì cao gấp 10 lần, và các cái chất khác thì cao gấp 33 lần, và lượng arsenic cao khoảng 800 lần. Đây là những loại chất độc và nguy hiểm trong nguồn nước. Đó là tin liên quan đến tình trạng khẩn cấp tại Colorado cũng như tại New Mexico vì cái vụ ô nhiễm sông Animas là một cái sông nhánh của sông Colorado River. Tin thứ hai liên quan đến Nhật, thưa quý vị, hôm qua là thứ ba, chính phủ Nhật đã chấm dứt việc tạm ngưng hoạt động của các nhà máy điện nguyên tử do ảnh hưởng của trận động đất và sóng thần năm 2011 khiến dân chúng rất lo ngại về sự an toàn. Chúng ta cũng biết hồi năm 2011 vì cái cơn sóng thần làm cho một số nhà máy điện nguyên tử của Nhật bị hư hại và từ đó trở đi là người ta ngưng không cho các nhà máy này hoạt động nữa vì sợ ô nhiễm môi trường cũng như bị sự chống đối người dân. Nhưng nay vì nhu cầu điện lực Nhật lại cho phép cái công ty gọi là Kyushu Electric Power khởi động một cái lò nguyên tử tại Sendai. Sendai là một thành phố nằm tách Tokyo chừng 1 km ở phía tây nam Lò nguyên tử này đã được xây 31 năm qua và hoạt động theo các quy định nghiêm ngặt được đưa ra sau cuộc khủng hoảng lò nguyên tử ở Fukushima và dự trù sẽ đạt được tối đa công suất vào lúc 11 giờ trưa ngày hôm qua, tức là thứ ba, nghĩa là chỉ nửa tiếng sau khi được khởi động và sẽ bắt đầu cung cấp điện lực vào ngày thứ sáu này, tức là nó phải khởi động mấy ngày rồi mới có đủ điện để mà cung cấp. Cái việc tái sử dụng các lò nguyên tử này xảy ra hơn 4 năm sau khi trận động đất và sóng thần tiếp theo đã làm cho các nhà máy điện ở Fukushima bị thiêu cháy, khiến các lò còn lại ở mọi nơi cũng bị ngừng hoạt động vì lý do an toàn. Vụ này gây ô nhiễm phóng xạ trong một khu vực rộng lớn và buộc hàng chục ngàn phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn và có thể sẽ không bao giờ quay về sống một vùng này được nữa vì nó bị ô nhiễm môi trường rất là nặng. Tin thứ ba liên quan đến ở tỉnh Nghệ An, Việt Nam, thưa quý vị có một gia đình trong lúc mà đào móng nhà thì vô tình phát hiện một kho tàng đồ cổ ở trị giá hàng tỷ đồng thì chuyện xảy ra ở huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An à, vào ngày 11 tháng 8 thì vợ chồng anh Đặng Trung Quyết 31 tuổi và chị Phạm Thị Thủy 26 tuổi ở xóm 6 xã Diên Hoa huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An cùng nhóm thợ đào móng để chuẩn bị xây nhà thì bất ngờ tìm thấy một số chén đĩa cổ lâu đời có hoa văn lạ nằm dưới lòng đất sâu khoảng 1 mét à, trong khu, nhóm đồ cổ này có khoảng gần 70 cái chén à, có những cái tiết họa rất là đẹp mắt à, ước tính có giá hàng tỷ đồng và ban đầu anh quyết nghĩ rằng đây chỉ là ba vài ba cái chén đĩa bình thường nên lơ là không để ý rồi thậm chí còn là bị bể một số cái nữa. Tuy nhiên khi mà càng đào rộng ra đó thì anh quyết là nhìn thấy có thêm vài chục cái nằm chồng lên nhau à, theo tầng lớp và khi lấy lên thì anh đếm được như vậy là 69 cái tất cả trong đó có một số cái nó bị nứt bể. Nhiều người địa phương đoán rằng đây là số gia đình đồ vật mà anh quyết đào được có rất có thể là của những người mà dân phủ Diễn Châu ngày xưa họ xài tức là cách đây khoảng 200 năm và trị giá hiện tại có khả hàng tỷ đồng sau khi nghe cái tin này thì nhiều người ồ ạt đến nhà anh và muốn coi cái số đồ cổ này thậm chí có những tay buôn bán đồ cổ đòi mua nhưng mà cho đến giờ phút này thì anh chị Quyết nói là chúng tôi chưa quyết định bán mà giữ làm kỷ niệm cuối cùng là tin về một nha sĩ 91 tuổi thưa quý vị đã về hưu bị bắt ở Sydney vì cái tội là mang lậu uh, cocaine vào trong Úc đó là ông uh, nha sĩ Victor Truss ở Sydney năm nay 91 tuổi đã về hưu À, khi ông vào phi trường Sydney thì ông à, mang vào khoảng 27 cái miếng xà bông à, mà ông nói là được những người quen ở bên Ấn Độ à, ông đi chơi và người ta gửi cho ông thì ông cầm vào thì khi mà cảnh sát ở cửa khẩu ở Sydney đó người ta thấy 27 cái cục xà bông này, người ta nghi nghi đưa vào khám thì té ra là 27 cục cocaine ta đóng thành xà bông. Ông nói đại khái là ông không biết đây là cocaine mà người ta nhờ ông mang đi thì như vậy là ông cũng đã bị bắt. Tuy nhiên ông cũng được à, làm à, tại ngoại và sẽ chờ ra sự ở tòa tổng cộng số cocaine này người ta cân lên là bốn kg. rưỡi ở bên úc thì coi như là tội này mang cocaine vào úc dù vô tình hay cố ý cũng sẽ bị phạt rất là nặng đó là cái tin bốn cái tin đáng chú ý sáng ngày hôm nay thưa quý vị cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi phần tin buổi sáng của người việt tv xin hẹn quý vị ở chương trình kỳ tới